Hello, xin chào anh em. Hiện tại trên bàn mình đang có những chiếc Samsung Galaxy mà mình xách tay từ Hàn Quốc ấy, những chiếc Samsung nhá. Đây, không cụ thể là một dòng nào cả, bởi vì ngày hôm nay mình sẽ không làm một cái clip hướng dẫn chọn mua cho bất cứ một cái dòng riêng biệt nào cả, mà ngày hôm nay mình sẽ làm một clip mà mình có cái thủ thuật đấy, thủ thuật khá là hay mà mình đã từng đưa lên TikTok cái đây mấy ngày rồi, mà được rất là nhiều anh em xem và có comment cho mình. Thì được biết là nếu mà mình làm clip này ấy, thì đập vỡ chén cơm của khá nhiều anh em. Khá nhiều em thợ. Nhưng mà thực ra là mình, cái phương châm của cửa hàng mình, cửa hàng mà tôi xuất rẻ hay của cá nhân mình ấy, thì đều với khách hàng là chính thôi, bởi vì đây là cái thủ thuật rất là đơn giản luôn, cực kỳ đơn giản luôn. Thế nên là mình thấy anh em thợ lấy nhiều tiền quá, thấy thu khách hàng rất là nhiều tiền, thành ra mình thấy hơi sót cho khách hàng. Thế là thành ra mình sẽ làm clip này để cho các bạn nào mà mua hàng Hàn Quốc mà đang gặp phải mà muốn xử lý nhất. Thì cụ thể ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em xem clip này cách chuyển đổi từ Samsung Galaxy Hàn Quốc phân phối bởi nhà mạng sang phiên bản quốc tế. Và cái vấn đề này là không phải là hướng dẫn anh em unlock, mà chỉ hướng dẫn anh em chuyển sang giao diện của quốc tế thôi. Chuyển sang giao diện quốc tế là như nào thì nó sẽ không có ứng dụng của Hàn Quốc này. Anh em nhìn nhá, đây là một sản phẩm SK Telecom này. Nó sẽ không có ứng dụng của Hàn Quốc. Đây, ở đây mình có một con mình chuyển rồi sao ấy. Đây. Anh em nói mình là cái này xóa được xong. Xóa đi không giờ hết được, xóa đi kiểu gì còn một hai cái ứng dụng và nó sẽ vẫn chạy ngầm trên, mà chỉ ẩn đi thôi chứ vẫn chạy ngầm. Đây là hai cái này là mình đã xóa rồi nhá, đó, không còn ứng dụng nào này. Cái này thì đây vẫn còn đây này, và cái tiếp nữa mà để nhận biết được chắc chắn là nó có quốc tế hay không ấy, thì đấy nhá, mình sẽ khởi động lại hai chiếc máy này cho anh em xem. Đây đây, đó, chiếc quốc tế nó sẽ hiện trên Samsung và chiếc vẫn còn logo nhà mạng, chiếc nhà mạng vẫn còn logo nhà mạng như này, đó, bật lên như vậy nhá. Đây. Đấy, thì thủ thuật này nó đơn giản một cách kinh khủng luôn, mình không ngờ nó đơn giản như vậy. Thế thành ra là mình vẫn phải làm clip thôi. Đây, để mình xem nào. Thì để ủng hộ mình nhá, thì anh em có thể like và subscribe kênh YouTube của mình và có thể theo dõi ở kênh TikTok của bên mình này. Thì bên mình có một kênh TikTok, mình cũng sẽ hướng dẫn các anh em thủ tục làm rất là nhanh. Đây, cái clip mà mình hướng dẫn anh em cách xóa cái logo Hàn cũng như ứng dụng Hàn ấy, chuyển sang quốc tế ấy, thì nó đạt gần 1 triệu lượt xem rồi. Đây. Anh ơi, đó. Em mới mua cái điện thoại rất là đơn giản nhá. Đây là clip của mình. Nhưng mà, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách làm nhá. Đầu tiên ấy, thì anh em cũng được biết này, thì ở đây thì mình sẽ áp dụng được tất cả các máy của Hàn Quốc với Android 9 trở lên. Còn Android 8 thì mình chưa có máy nào để mình sử dụng, mình không biết. Mình sẽ chuyển trực tiếp hai con này, ba con mà vẫn còn đang logo này nhé. Đây anh em nhìn nhá, vẫn còn đang logo của Hàn LG U cộng này. Đó. Sản phẩm này cũng có SK Telecom này. Đó, anh em nhìn thấy không? Thì bây giờ mình sẽ chuyển trực tiếp ba con này sang quốc tế cho anh em xem luôn, để anh em chứng kiến cái việc dễ dàng đấy, và cũng như là biết nó rất là dễ làm và nó không hề tốn tiền và không hề tốn thời gian của anh em một chút nào cả. Cái vấn đề mất ở đây là anh em sẽ phải mất hết dữ liệu, có nghĩa là nó sẽ khôi phục lại gốc về trạng thái ban đầu như lúc mới mua ấy. Thế nên là anh em nào mà muốn làm cái việc này thì anh em lưu lại cho mình cái dữ liệu ảnh danh bạ, tin nhắn hay những gì quan trọng anh em lưu lại, hoặc là anh em phải backup sang một máy khác rồi chút nữa là chúng ta sẽ backup lại nha. Đó. Đầu tiên thì anh em cần vào Google Play này. À, tất nhiên là nối mạng kết nối Wi-Fi nhỉ. Đó, sau đó vào Google Play này và đăng nhập cho mình. Đó, mình sẽ tua nhanh bước này đi nhá. Ok nhá. Khi đăng nhập vào Google Play xong ấy thì là anh em download cho mình cái ứng dụng này này, ứng dụng điện thoại. Điện thoại gốc của Google ấy. Đó. Đây cái điện thoại này nhá, điện thoại Google ấy nhá. Đó, anh em download giúp mình cái này. Tại vì là phải dùng cái này thì chúng ta mới gõ tổ phím mật mã vào được, bởi vì là khi mà Hàn Quốc người ta làm ra cái bàn phím hoàn cái phần mềm gọi điện của Samsung ấy, người ta sẽ khóa cái mật mã đấy vào. Thế nên là chúng ta phải đào cái điện thoại gốc của Google. Nó cũng có nhiều cái phần mềm khác nhưng mà cái mà mình dùng quen thuộc ấy là cái này. Đó. Nếu mà anh em là không làm được ấy thì anh em có thể dùng một cái khác, mình không nhớ, hình như là Email Pro thì phải, cũng sẽ gõ được. Đây. Đấy, toàn ứng dụng Hàn thôi, toàn được bàn phím Hàn thôi. Nhưng tí chuyển sang thành quốc tế luôn. Đây nhá. Bọn Samsung Hàn Quốc nó không thích cái này đâu, bọn nhà mạng vậy. Đó. Khi đào hết cái này về này. Cái này thì nó nhẹ thôi. Đây ví dụ nó 10 Plus mình đào xong rồi nhá. Mình sẽ mở lên này. À, đặt làm mật định nhá, chọn điện thoại nhá. Đó. Bây giờ ấn bàn phím lên này. Ấn cho mình cái tổ phím như này nhá. Sao thăng 27 26 28 26 thăng sao. Đó, anh em nhìn đâu, nó sẽ vào cái trạng thái như này. Đây, đến cả ba con anh xem luôn.
con đàn làm bằng định đệ. Nhắc lại này, sao thăng 27, 26, 28, 26 thăng sao đó anh em nhìn nhá, này cũng vào nhá, đấy cái này đặt làm bằng định này đó, sao thăng 27, 26, 28, 26 thăng sao đây, cả ba con cùng vào rồi. Thì anh em có thể nhìn thấy là nhà mạng gốc nhá, đây là cái khu vực chọn nhà mạng này. Nhà mạng gốc của chiếc Note 10 Plus này nó là SKTTCOM đúng không? Còn chiếc S10 này là LGU cộng của chiếc A90 5G này SKTTCOM luôn. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ chọn vào mục này nhá. Chúng ta cho muộn là mục single KOD này, KO này. Đó là phiên bản phân phối quốc tế của thị trường Hàn Quốc. Ấn vào đây. Không phải phụ thuộc vào nhà mạng nào cả đúng không? Chúng ta ấn vào cài đặt này. Đó, thì khi này chúng ta ấn OK nó sẽ mất hết dữ liệu nhá. Anh em lưu ý này, tài khoản Google, tài khoản Samsung Account và tất cả dữ liệu anh em phải lưu lại. Đấy, tài khoản Google mà không có thì sẽ không kích hoạt được cả Samsung Account cũng vậy. Ấn OK nhá. Đấy, sau đó và chờ đợi thôi, nó sẽ không còn hiển thị logo nhà mạng và ứng dụng bất cứ của nhà mạng nào cả. Như một máy quốc tế thông thường, anh em cùng chờ đợi với mình để chứng kiến cái thay đổi của nó nhá. Đó. Đây, nó xóa dữ liệu rồi này. Đó, mất hết dữ liệu luôn. Đây, con A90 sẽ hiện Samsung giờ này. Đó, anh em đi đâu? Samsung nhá. Không còn logo nhà mạng này. S10, Galaxy S10 này. Đây này. Đó. Anh em thấy Samsung chưa? Không còn logo nhà mạng này. Samsung luôn. Đó, thế là không còn logo nhà mạng luôn. Và tất nhiên ở bên trong sẽ không ứng dụng nhà mạng. Và nó sẽ như một phiên bản được phân phối quốc tế luôn. Đó, thế nên là nhiều anh em đi mua máy, mình hay làm clip dẫn chọn máy dựng hay máy xịn đấy. Nhiều anh em đi mua máy mà hiện logo nhà mạng này mà nó lại thay vỏ bản F hay bản quốc tế, và anh em lại cứ tưởng là phiên bản quốc tế, nhiều khi không biết được. Nó thay vỏ và nhưng ở đằng sau lưng nó có đâu in cái gì đâu. Đó, nó là nữa cả những cái chiếc máy này anh em nhìn nhé. Chắc chắn một điều là Samsung nó sẽ in email ở đây, trừ bản Hồng Kông thôi, bản Note 8 Hồng Kông trở lên là mình không thấy nó in nữa. Đó, đây in email là chụp cái máy này. Kể cả A9, những cái máy dòng nó lạ này, mình sẽ có cái clip hướng dẫn chọn A9 này sau. Đó, y dù rõ như này cơ mà. Đó. Đấy, chứ không phải là Samsung Galaxy A90 5G ở đây đâu nhá. Samsung A90 5G ở đây ấy, thực sự là cái tàu ấy. Đó. Anh em thấy không? Rất là hay luôn. Đó. Khi khởi động xong thì anh em cái này với em phải kiên nhẫn này. Cái này nó sẽ khởi động cũng khá lâu ấy. Nó phải rơi vào tầm 5 phút. Khởi động xong thì chúng ta sẽ kích hoạt ở bên trong như bình thường. Đó. Cùng chờ nhá. Ok nhá. A90 khởi động xong rồi này. Đó. Thì đầu tiên nó vẫn chào mừng bằng tiếng Hàn Quốc đấy, anh em Luxy Việt Nam nó sẽ chào mừng tiếng Việt Nam. Thì mình nói lại lần nữa là cái đây là mình bước mình hướng dẫn anh em cách chuyển định dạng từ nhà mạng sang quốc tế chứ không phải là bước unlock đâu nhá. Đó. Thì tất nhiên rồi, vẫn có tiếng Việt đây. Đó. Đây. Đồng ý đi, tất cả thỏa thuận cho nó nhanh. Đây. Đấy, nó hỏi wifi này, chúng tôi là nó sẽ hỏi mật khẩu Google ấy. Hỏi kích hoạt bằng Google ấy. Thế nên anh em lưu ý phải nhớ tài khoản Google nhá, không nhớ là chết dở đấy. Đấy. Tất nhiên là Google của mình thì mình sẽ nhớ rồi. Hai chiếc S10 mới là cả S10 Note 10 Plus này khởi động hơi lâu. Thực ra là cái hai cái con này cơ hình không bằng con A90 đâu. Bởi vì hai con này là dùng Exynos mà con A90 này là dùng Snapdragon 855. Đó. Hai con này bây giờ khởi động xong rồi này. Đấy nhá, để xuống một bên để cho nó kiểm tra thông tin trước này. Đây. Đấy, con Note 10 Plus là cũng Hàn Quốc luôn. Tương tự như con A90 thôi. Mình sẽ chọn tiếng Việt này. Đây, ông S10 còn chào bằng tiếng Hàn kia. Đây, nó sẽ không có bỏ qua là chứng tỏ là vẫn dính tài khoản Google ấy. Đấy, bây giờ này hỏi tài khoản Google này. Mình sẽ tua nhanh chỗ này nhá. Ok rồi nhá, đó anh em thấy không? Thì hiện tại bây giờ là mình đã xong hai cái chiếc A90 và chiếc Note 10 và lướt rồi, anh em nhìn này. Đây, nó đang sẽ cài đặt phần mềm online xuống để làm gì có ứng dụng là của Hàn đâu đúng không anh em? Đó, đây này, anh em thấy không? Sẽ không có ứng dụng gì của hàng cả. Và bật mí cho anh một điều này, sau khi chuyển sang định dạng này là Samsung Pay nó sẽ không yêu cầu anh em phải dùng sim của nhà mạng nữa.
là anh em vẫn thể dùng Samsung Pay tại Việt Nam được, với điều kiện là chỉ dùng được thẻ tín dụng thôi nhé. Thẻ Visa, thẻ tín dụng, thẻ Mastercard ấy, những cái thẻ mà có thể thanh toán quốc tế được. Chứ còn giống như hàng Mỹ ấy, giống như máy Mỹ ấy, chứ không thể là thanh toán thẻ ATM giống như hàng Việt Nam ấy nhá. Mặc dù là Samsung Pay thì bây giờ thì hot thời gian trước thôi, bây giờ ít người dùng lắm, bởi vì dùng thẻ nó vẫn cứ tiện hơn là cầm cái chiếc điện thoại và để bên cạnh cái máy để thanh toán. Bởi vì là có phải là máy nào đang có hỗ trợ được, máy thanh toán nào ở Việt Nam sẽ hỗ trợ được cái việc Samsung Pay đâu, đúng không? Nhưng mà khi chuyển sang định dạng quốc tế này thì chúng ta sẽ khắc phục được khá là nhiều lỗi ở cái vấn đề của Hàn Quốc. Ví dụ như là thế này, sẽ không có ứng dụng chạy ngầm của Hàn Quốc nữa, bởi vì đâu có ứng dụng Hàn Quốc để chạy ngầm đâu. Thế sẽ không xảy ra tình trạng tốn pin là cái mà chúng ta thích nhất. Cái thứ hai là tin nhắn là chúng ta có thể nhắn thoải mái trên 160 ký tự và sẽ không chuyển sang định dạng mà máy ép giống như ở trên máy của Hàn Quốc. Cái thứ ba ấy, là một số cái hạn chế của nhà mạng, ví dụ như là Samsung Pay hay là một số cái hạn chế mà yêu cầu phải lắp SIM nhà mạng, chúng ta sẽ không gặp phải nữa. Cái điều đấy là cái điều mà chúng ta thích nhất trong thời điểm hiện tại, đúng không? Đó chỉ như vậy thôi. Chứ còn nó không unlock được nhá, mình nói lại nó sẽ không unlock được. Ví dụ anh em xách tay ở Hàn Quốc về và vẫn còn đang khóa mạng ấy, thì làm cái việc này nó sẽ không unlock được mạng đâu. Mà khi chúng ta chuyển sang cái này nó sẽ không nhận SIM, nó vẫn không có sóng bình thường. Đó. Anh em lưu ý là như vậy. Thế nên là không phải là anh em nào mà cầm máy Hàn về muốn chuyển sang quốc tế là như thế này sẽ unlock được máy đâu nhá, không unlock được, mà chỉ có khắc phục một số lỗi của nhà mạng thôi. Đó, không có unlock được. Đó thì đơn giản như vậy thôi. Và nếu anh em thấy clip này của mình hữu ích ấy, thì anh em chia sẻ cho mình xem và cho mình một like ủng hộ mình. Tất nhiên nó sắp vào kênh YouTube của mình để mình sẽ đưa ra rất là nhiều thủ thuật khác để anh em có thể xem và anh em đỡ tốn kém tiền mà ra mất tiền ở bên ngoài. Bởi vì là các anh em thợ làm thủ thuật này hơi nhiều tiền, mất khoảng 2,5 triệu thì phải để chuyển từ Samsung Hàn sang quốc tế. Đó thì mất được 2,5 triệu, mình nhầm 2,5 triệu thì khá là nhiều tiền. Trong khi đó là mình hướng dẫn anh em làm đơn giản mà không mất đồng nào cả, đúng không? Đó thì để mà mua hàng bên mình thì cũng đơn giản thôi, bên mình bán rất là nhiều máy và đảm bảo chắc chắn là máy zin cho anh em nhá. Ví dụ như là Samsung bên mình hiện tại đang có từ Note 8 này, A90 bản sách tay này, Note S10, S10 Plus, S10 5G, Note 10, Note 10 Plus, Note 10 5G, rồi cả Samsung cả S20, S20 Plus cũng như Note 20 nữa là mình đều có đầy đủ. Thế nên anh em nào cần mua hàng thì vào website mình là msm.vn nhé, hoặc là liên hệ theo mình số điện thoại là 02562276789 này, hoặc là Facebook là msm điện thoại siêu rẻ luôn, hoặc là comment video này là đều được. Bên mình có ship COD toàn quốc. Anh em nhận được hàng có phải thanh toán vào một đổi một trong vòng 45 ngày, anh em nghĩa là trong vòng 45 ngày lỗi mình sẽ đổi cho máy khác. Đó, anh em có thể nâng cấp lên bảo hành vàng một đổi một trong vòng 7 tháng cũng được. Đó, còn không thì bên mình sẽ hỗ trợ một đổi một 45 ngày và sau đó sửa chữa cho anh em trong vòng 7 tháng nhá. Tất cả anh em online như vậy của anh em online sẽ ít hơn một tháng. Đó, đơn giản vậy thôi. Đó, cảm ơn anh em xem clip nha. Chào và hẹn gặp lại anh em.